Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 trong tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vận sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Họ có rất nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Họ thật thà, chân thành và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Và tiếp theo, cho phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung, nạp vận ra sao? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài của họ rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù họ cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhân nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, chuẩn mực. Tuổi Tân Sửu chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Vận mệnh tuổi Tân Sửu cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận. Bây giờ đã bắt đầu vào vận cuối, sóng gió tạm yên chính là thời gian thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Đa phần tuổi Tân Sửu có những rối rắm về tình duyên, càng đi sâu vào hậu vận, đời sống đi vào nề nếp. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Tử vi tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu cho rằng vận trình của tuổi Tân Sửu thực sự tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như bản mệnh đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án. Đến tuổi này, việc bản mệnh cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bản mệnh không thể không ứng tiền như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những điều đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Qua sự việc lần này, bản mệnh hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn và có phương án dự phòng cụ thể cho từng tình huống có thể xảy ra. Quý âm thủy gặp sự âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Sửu sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý nhiều hơn, nếu không sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Thậm chí có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình
pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp, cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Tân Sửu trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tháng tư âm lịch là tháng mà mọi việc của gia chủ tuổi Tân Sửu tiến triển rất thuận lợi. Những người vẫn đang đi làm sẽ gặp được may mắn trong công việc. Cũng cần nhắc nhở bản mệnh rằng, ở tuổi này, quan trọng hơn tất cả là sức khỏe. Hãy gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, thư giãn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để đầu tư vào một lĩnh vực, nhưng không được mạo hiểm. Bản mệnh cần phải có kế hoạch hợp lý và học hỏi trước. Không được đầu tư mù quáng, liều lĩnh thì ắt hẳn bản mệnh sẽ thành công và may mắn về tài lộc. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý, tháng này có một người đố kỵ với quý gia chủ sẽ gây rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh. Cho nên, bản mệnh cần cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và thái độ tại nơi làm việc. Để không bị tiểu nhân ám hại, những gia chủ tuổi Tân Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm phong thủy hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, truyền khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của những người tuổi Tân Sửu trong tháng tư âm lịch. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Bản mệnh là người tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu bản mệnh đầu tư thành công, sự nghiệp cũng sẽ được phát triển rất nhiều. Cùng với đó là các khoản thu lớn. Điều đó sẽ khiến cho bản mệnh có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Dù những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên, chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam sắc khai vận, tị, dậu, sửu của kênh Phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo của tuổi Tân Sửu. Phương diện tình cảm của người tuổi Tân Sửu trong tháng tư âm lịch không thật sự khởi sắc. Bản mệnh sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bản mệnh nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Quý gia chủ đang sống quá nửa cuộc đời, biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Bên cạnh đó, ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh giờ đây đã trở thành người tâm giao, cùng nhau chia sẻ khó khăn, nuôi dạy con cái. Quý gia chủ đã bên nhau nửa đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết với gia đình của mình. Bên cạnh đó, cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ được tốt hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân và bắt họ phải theo mình. Trong thời điểm này, khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu trong tháng tư âm lịch hãy sử dụng pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo.
Đây là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng tư âm lịch, sức khỏe của những người tuổi Tân Sửu khá tốt. Tuy nhiên, lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt, cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Ngoài ra, bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của quý gia chủ trong thời gian sau. Bản mệnh cũng nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Ngoài ra, người tuổi Tân Sửu cũng nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận của kênh phong thủy Sa Cát, có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu bình an, may mắn, cát lành cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, chúng tôi xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Tân Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng tư âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng, bản mệnh cần chú ý tránh các ngày sau đây. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 4, từ ngày 23 tháng 5 dương lịch, nạp giáp Tân Mùi. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3, từ ngày 4 tháng 6 dương lịch, nạp giáp Quý Mùi. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Ngày thứ nhất, mùng 5 tháng 4 âm lịch, từ ngày 16 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, sắc tí, nạp âm, hải trung kim. Thứ hai, 17 tháng 4, từ ngày 28 tháng 5 dương lịch, nạp giáp, bính tí, nạp âm, giản hạ thủy. Thứ ba, ngày âm lịch, 29 tháng 4, từ ngày 9 tháng 6 dương lịch, nạp giáp, mậu tí, nạp âm, phích lịch hỏa. Quý vị thân mến, trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ giải trình tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ hoặc các vấn đề như những dự định trong công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện. Điều đó sẽ giúp quý vị và các bạn có những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.